Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay các thầy tại phòng khám cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã được tiếp thêm năng lượng với bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng do nhà hảo tâm ngoài nước tài trợ. Bữa ăn sáng đặc biệt này bao gồm những ổ bánh mì chay thơm ngon do cô Lê Lan tự tay làm. Cô Lê Lan là một nhà hảo tâm tâm huyết đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị món bánh mì chay đặc biệt này. Từng nguyên liệu, từ xúc xích, pate, chả lụa chay đều được cô Lan làm một cách tỉ mỉ và cẩn thận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bánh mì chay của cô Lê Lan không chỉ ngon miệng mà còn đầy đủ dinh dưỡng, cung cấp cho các thầy nguồn năng lượng cần thiết để tiếp tục công việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Các thầy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà hảo tâm và cô Lê Lan vì sự quan tâm và hỗ trợ của họ. Sự hỗ trợ của nhà hảo tâm ngoài nước và cô Lê Lan là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái trong cộng đồng. Nhờ những hành động thiết thực này, các thầy tại phòng khám cha Tường yêu thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí có thể yên tâm công tác và mang đến những dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Bên cạnh việc hỗ trợ phần ăn sáng, nhà hảo tâm ngoài nước còn thường xuyên tài trợ các vận dụng y tế và trang thiết bị cần thiết cho phòng khám cha Tường yêu thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, phòng khám cha Tường đã có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư. Bài viết này là lời tri ân sâu sắc của phòng khám cha Tường yêu thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đối với nhà hảo tâm ngoài nước và cô Lê Lan. Hy vọng rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Dạ, tôi tên là Phạm Thị Xề, tới từ Phú Quốc. Dạ, tôi khám ở trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó, tôi bị khối u trong não mà tôi cắt xong xuôi rồi, và thời gian tôi xạ trị vá trị rồi, bây giờ nó di căn lên não nữa, lên não rồi thời gian cái uống thuốc nó cũng ngưng, nhưng bây giờ nó chuyển xuống qua bên ngực lại, qua bên phổi phải lại nữa. Mình rất là cụ thể, dù như mình trị quá trị bao nhiêu liều? Dạ, quá trị 4 liều, còn xạ trị là 30 tia. Lúc đó tức là sau khi mình xạ trị với quá trị á, kết quả nó đạt hiệu quả không vậy? Xạ trị quá trị mới 1 tháng rồi là nó qua di căn liền à, mới được 1 tháng là về nó di căn rồi lên não liền. Rồi sao chị biết ở đây? Rồi ở gần bên có nhỏ em ở trên nuôi em đây nè, rồi nuôi cha trên ở đây đó, rồi giới thiệu, rồi bà chị mới cho ai mới chạy lên, mới đưa địa chỉ đồ, con gái em nó cho địa chỉ rồi đi xe taxi tới đây luôn, tới đây chiều hôm qua, tối hôm qua. Trước khi chị bệnh á là chị làm nghề gì? Trước khi chị bệnh chị cũng bán cá à, cuộc sống ổn không chị? bán cá ở Phú Quốc thì cũng ổn nghe đó. Xuống đây chị có tin tưởng gì đây không? Dạ tin tưởng, mới hôm nay xuống mới hôm giờ đó, mà tin tưởng mới xuống đây với nhờ cha rồi cho uống ăn uống thuốc rồi cho nó mau lành bệnh. Vậy là mong muốn chị ở sau các thầy ở đây? Bây giờ mong muốn nhờ mấy thầy ở đây rồi giúp cho uống thuốc rồi cho nó mau lành bệnh rồi trở về nha. Cái này mệt lắm. Cái bị ca vốn là đi khám là ở bệnh viện là những chỗ là không có nhờ. Cô nói lớn lớn lên đi. Cho nên là có một anh là hồi đó anh có điều trị ở đây, rồi anh giới thiệu lên. Lúc đó đi khám về là cũng như giống như là mình là không còn sự sống nữa. Nhưng mà từ khi đến đây đó, nhờ các thầy chăm sóc thì mình có cái sức sống và có niềm tin trở lại. Cho nên là rất tin tưởng và rất cảm ơn, rất biết ơn các thầy
và nhớ ơn cha là lúc nào. Tuy rằng là nghe cha mất nhưng mà lòng vẫn tưởng nhớ, tại vì là từ giờ khi là cái anh mới giới thiệu, anh nói là hồi đó cha tiền đó là rất là thương thương các bệnh nhân dữ lắm, cho nên là khuyên mình là đi lên trên đây để điều trị, cho nên là rất là tin tưởng là lên đây, cho nên là sự từ cõi chết trở về, cho nên là rất là biết ơn các cha tường và các thầy và các mạnh thường quân ở đây đã yêu thương và chăm không và chăm sóc tận tình, cho nên lúc này từ cõi chết trở về, cho nên là rất là vui mừng về đoàn tụ với gia đình và các con, cho nên là cũng không có gì hơn là cũng rất là chân thành cảm ơn và đội ơn các thầy, và cũng có những lời nhắn nhủ lại những bệnh nhân và những người chăm sóc những bệnh nhân, là cứ theo bác đồ của cha thì mình sẽ sống và mình sẽ đoàn tụ với gia đình. Dạ, xin cảm ơn tất cả. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô Thương rất nhiều chia sẻ vừa rồi. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
là anh em tôi, một người từ Giê-ru xuống Giê-ri âm u, giữa đường gặp bọn cướp. Ai là anh em tôi, là nạn nhân giữa trời, người đang cần giúp đỡ, người không nói thành lời. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Ai là anh em tôi, không vạch đôi ranh giới, không cắt ngăn tôn giáo, không điểm phân màu da. Ai là anh em tôi, vườn hoa thơm ngát như nụ hồng tươi mát, thầm trao hết mọi người. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi. Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo khắp nẻo đời. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong nước mắt sẽ về. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám
phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.